Rồi, mình chào tất cả các bạn nha. Thì cũng lâu lắm rồi. Đó thì có một bạn kêu mình đó là nuôi rít đi. À, con rết các bạn. Ở miền Bắc tôi kêu con rết. À, ở miền Nam tôi kêu con rít các bạn. Đó thì mình cũng tìm con rít cũng rất là khó các bạn. Thì vô tình hôm nay thì ở nhà mình các bạn, mình rửa chén các bạn thì ở dưới cái sàn nước á nó bò lên một con rít nữa các bạn. Đó, đây nè, mình bắt được rồi các bạn. Đó, con này cũng cũng to. Nè các bạn thấy nè, cái nhíp của mình nè, bự cái nhíp của mình nè các bạn thấy không? Đó, cái con này thì nó bằng cái ống hút các bạn, cái ống hút mà mình uống nước ngọt các bạn. Đó. Thì nó dài cũng khoảng cũng gần 10 cm các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đây nè. Em nữa các bạn. Khá là ghê luôn các bạn. Đó, còn cử động nha các bạn, mình bắt sống luôn, mình lấy nhíp mình gấp các bạn. Đó, em nó không có bị đứt chân đứt dĩa các bạn. Đó, còn nguyên vẹn luôn. Nhưng mà nhìn nó thì khá là ghê gớm. Hồi trước mình cũng có nuôi một con rồi nhưng mà do nó bự quá bạn, nó cũng rất là khủng. Đó, với lại nhà mấy đứa nhóc mình nó cũng sợ nên mình lúc trước mình cũng ít cái nuôi con vật hay thú cưng vậy bạn. Thì mình cũng đem thả rồi. Đó thì cứ do có một bạn kêu mình đó là nuôi rít thì hôm nay mình vô tình mình bắt được một con. Đó. Thì bây giờ mình sẽ làm cái chuồng mình nuôi các bạn. Đó đây con rít các bạn. Đó, khá là ghê các bạn ha. Đó thì này mình cũng khuyến cáo ha, những bạn nhỏ tuổi đừng nên làm như mình nha các bạn. Đó thì con rít này nó cũng có độc nha các bạn, cắt vô là rất là nguy hiểm nha. Tại mình có đồ gấp chứ là mình cũng biết cách mình xử lý nên mình nuôi được nha các bạn. Đó bạn nào nhỏ tuổi thì đừng nên làm giống mình nha. Đừng nuôi con rít giống mình nha các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ đi làm cái chuồng ha, làm cái chuồng nuôi thì mình bỏ vô và mình quay tiếp cho các bạn xem. Đó, xong mình làm chuồng luôn. Đó bạn thấy con rít không? Đó, rất là ghê hả bạn ha. Đó, nhìn cũng khá là ngầu ha, bồ cạp mình nuôi đã, mình đang nuôi bồ cạp đó thì cũng phải có rít nữa các bạn ha. Đó nhìn mới ngầu ha bạn ha. Đó thì giờ mình sẽ đi làm cái chuồng mình nuôi nha các bạn. Đó rồi thì bây giờ mình chuẩn bị một cái chuồng nuôi các bạn. Đây, một cái hộp ha các bạn ha. Đó, dài cũng ngang cũng 20 cm nữa các bạn. Đó. Thì ngang cũng mười mấy cm nữa các bạn. Đó, cũng khá là cao để cho con rít nó khỏi bò ra nha các bạn. Đó. Khá là cào ráo luôn các bạn. Mà mình không có biết là con rít nó có uống nước hay không. Đó, thì mình cũng để vô một cái chén nước luôn nha các bạn. Đó, chén nước mình có bò đá ở đây nè. Nhiều khi nó có bị nó lội vô đó thì nó sẽ chui ra được nha các bạn. Đó, nó sẽ có chui ra, nó bị lọt chổng thì nó sẽ leo lên mấy cục đá nó chui ra được nha các bạn. Đó, ở đây mình sẽ để đây một cục đá nữa. Đó, tạo cái cảnh hoang dã cho nó nha các bạn. Rồi mình để lựa cái góc, đó. Đây, rồi với lại mình bỏ cho một cái cây nữa cho nó xanh xanh cho đẹp. Tại vì mình lót với vậy cái dưới đây là sơ dừa các bạn thì nó cũng ẩm. Thì nó ẩm thì nó sẽ nó có bén rễ, cái cây dừa bà nó bén rễ nó mọc lên nha các bạn. Đó. Cho nó giống thiên nhiên xíu nha các bạn. À. Đó rồi để mình đi tìm cái hang trú cái nữa các bạn. Đó đây, mình mới lượm được cái ống nè. Ống này nó trong trong để mình thấy được, mình quan sát được cái con rít của mình luôn. Đó, do con của mình nó cũng còn nhỏ nên mình lấy cái ống này mình làm hang trú cho nó các bạn. Đó, để ngay đây đi, ngay cái cây đi. Đó, ngay đây đi. Đó, nó có chui đây nó trú thì nó trú ẩn nha các bạn. Đây rít mà nó hay chui hóc vô kẹt nữa các bạn. Đó, rồi chút xíu bây giờ mình sẽ chế nước vô nha các bạn. Đó, chế nước vô cái giếng nước đi. Đó, chế nước vô nha các bạn. Đó, chế sắp sắp vậy thôi các bạn. Để nó leo vô nó có uống nước, con gì mình nghĩ con gì nó phải uống nước các bạn ha. Đó thì mình bỏ đá vô hờ luôn, nó có lỡ mà leo xuống thì nó có thể nó nhảy ra, nó leo lên mấy đá leo ra các bạn. Đó, thì mình xịt xíu nước vô cho nó ẩm ẩm xíu cái chuồng các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình đơn giản thôi các bạn, mình cũng chưa có kinh nghiệm gì để nuôi rít các bạn. Đó thì bạn nào có kinh nghiệm nhiều thì comment cho chia sẻ cho mình biết nha. Đây là lần đầu tiên mình nuôi nha. Hôm trước mình mới mua về mình nuôi có bữa à, nên mình đem thả rồi, mình không có kinh nghiệm nhiều ha. Bạn nào có kinh nghiệm thì chia sẻ với mình nha. Đó, giờ mình thả em vô nha bạn. Đó, bạn thấy nó bò không? Đó, bò ghê, nhanh ghê chưa các bạn? Đó, rất là nhanh nhẹn luôn nha bạn. Để mình chỉnh đồ sáng lại xíu nha. Đây, bò cho nó chui. Đó, bạn thấy không? Nè, đó, mới vô nhà mới nha bạn. Cũng chưa có rõ lắm, để mình chỉnh lấy nét lại nha các bạn. Đó. Wow, cho nó chui xuống dưới rồi. Nó rút xuống dưới các bạn. Nó rút xuống hang rồi.
Kỳ vậy. À, nó chuông đây rồi nè. Đó, nó đây nè các bạn. Mình có làm cho nó cái hang trú mà cho nó chuông dưới các bạn. À. À, chưa có quay xong mà trốn rồi. Đó, mình dọn là trà nó vô cái chén nước ướt rồi. Rồi để mình nè. Dạ, mình không biết là mình lót cái sữa dừa này có đúng hay không các bạn. Thì nó cứ chui xuống dưới không các bạn. Nãy giờ nó chui mấy lần rồi mình cứ đó đó các bạn thấy nó chui không? Đó, nó giống như nó muốn đào hang dưới các bạn thấy không? Nè. Đó. Không biết các bạn có nuôi rít rít kiển các bạn nuôi lót thảm cái sàn bằng cái gì mình lót bằng sữa dừa đó các bạn thấy không? Nó chui dưới nè. Đó. Đó, giống như nó muốn đào hang các bạn thấy không? Đó. Thì mình thấy trên mạng cũng có một cái hội nuôi rít cảnh nha các bạn. Đó, những con rít màu sắc cũng sặc sỡ lắm các bạn. Đó, còn con rít này là mình bắt được nha các bạn. Đó. Đó, cái tôi cứ tìm đường nó chui vô các bạn. Đó, mình cũng làm cho nó một cái hang trú nữa các bạn. Mà nó không có chui vô bạn, nó cứ muốn đào dưới hang không các bạn. Đó, đào dưới sơ dừa nè. Đó, đào nó chui dưới các bạn. Đó này kìa, mình chưa có kinh nghiệm nha. Đó thì bạn nào mà có kinh nghiệm thì comment chia sẻ cho mình nha. Đó, mình thấy đang nuôi con rít này thì khá là lúng túng luôn. Đó, mình chả biết là nuôi như thế nào nữa. Đó, mình chỉ lót cái sơ dừa thôi. Tại mình thấy mấy con bồ cạp nó cũng cần độ ẩm đó các bạn. Nó cũng lót sơ dừa đó. Thì mình cũng là làm giống vậy ha. Bạn nào có kinh nghiệm thì comment chia sẻ cho mình nha. Góp ý thêm cho mình nha. Đó, này mình làm có đúng hay không nha các bạn. Đó, với lại cái chén nước nữa nè. Đó, làm vậy có đúng hay không hai bạn ha. Đó thì giờ nó đang nằm im nè các bạn. Đó đây mình quay gần nó cho chút xíu cho các bạn xem nha. Đó này mình để gần xuống luôn nè các bạn. Đó xét nó luôn nè các bạn. Các bạn thấy không? Khá là nhiều chân luôn nè. Đó, cái đầu nè các bạn. Kỳ giờ. Đó, con này thì cũng không còn phát triển cũng còn nhiều đó các bạn. Còn phát triển lớn lên nữa. Đó tại trước mình cũng có một con bự các bạn, mình mua thì con đó bự hơn con này rất là nhiều, con nó bằng con chân cái của mình các bạn. Đó thì mình nuôi được có một bữa thì con mình ở nhà mình nó sợ quá nên mình đem đi mình thả, mình có làm cái video đó các bạn. Đó. Rồi bạn nào mà muốn xem video đó thì chắc mình cũng để cái đường link luôn ha, đường link dưới cái video đó dưới cái phần mô tả video này các bạn. Đó, bạn nào còn muốn coi cái con rít đó thì các bạn vô cái coi nha các bạn. Đó, trước mình đã nuôi một con rồi mà con nó khá là to nên mình cũng đã thả rồi. Đó thì lần này thì có bạn góp ý cho mình kêu mình nuôi rít ha. Đó thì mình cũng làm theo lời yêu cầu của bạn đó ha. Đó đây con rít con. Nó với con này cũng bằng cái ống hút các bạn, cũng không nhỏ nha các bạn. Đó cắn vô là cũng có nguy hiểm nha các bạn. Đó mình cũng khuyến cáo nha. Đó này cũng nói lại lần nữa mình cũng khuyến cáo mấy em nhỏ tuổi ha, đừng nên làm theo mình nha các bạn. Thì con rít này nó cắn vô là trúng độc nha các bạn, cũng rất là nguy hiểm ha. Đó tại mình biết cách xử lý nên mình có đồn gấp đồ các bạn. Đó là mình cũng rành rồi, mình cũng nuôi được ha bạn ha. Đó bạn thấy không, cái người đó nè, đó khá nhiều chân luôn các bạn thấy không. Đó cái đầu nó có cái nanh đó bạn, cái nanh nó rất là nguy hiểm nha, cắn vô cái chúng cái là ở lắm á nha. Đó nó này mình biết mình lót cái sơ dừa này không biết có đúng hay không các bạn. Đó còn cái chuồng này thì không biết cái nuôi gì có đúng hay không ha, bạn nào biết thì comment cho mình nha, góp ý thêm cho mình nha. Đó đây là con rít của mình nha các bạn. Đó thì thử mình nuôi coi coi nó có mau lớn hay không ha. Đó con này mình cũng chẳng biết là được cái nữa các bạn. Đó mình chỉ nuôi vậy thôi. Đó giờ để mình chọc cho nó cử động xíu nha các bạn, để nằm bất động quá nhìn cũng không hay các bạn. Đó đây mình kiều kiều cho nó cử động nha các bạn. Đó thấy gì chứ, nó khá nhanh nhẹn luôn các bạn, nó không chậm chạp đâu. Đó bạn thấy không, nó bò rất là nhanh luôn các bạn. Đó bạn thấy không, đó chạy nha. Cái chân nó nè, đó chân nó bò rất là đều luôn bạn. Đó 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 bạn thấy không, đó ghê chưa. Đó chén nước này thì nó bò qua bình thường luôn nha bạn. Đó chủ yếu là mình để nước cho nó uống ha, con vật gì cũng vậy, nó không phải có nó uống nước chứ bạn, ăn nó phải có uống. Đó cái hang mình làm cho nó gì mà nó không thèm nữa bạn. Đó chắc nó chưa thấy các bạn ơi. Đó ghê chưa. Thôi thì thôi nó đang quản các bạn ơi, mình không có để làm phiền nữa, để cho nó tự do nó khám phá cái chuồng đi ha. Rồi cái video hôm nay ha, là lúc trước có một bạn kêu mình đó là nuôi rít ha, con rết các bạn, mình bắt được cái con rết á.
Thì hôm nay mình vô tình mình bắt được một con ở nhà mình đó, thì mình cũng làm cái chuồng mình nuôi đó, nuôi thử các bạn ha. Đó, bạn nào có kinh nghiệm gì con rít thì con rết thì các bạn comment góp ý cho mình nha. Đó, chứ mình thì chưa có kinh nghiệm nhiều lắm ha bạn ha. Đó, đây con rít của mình ha, để thì mình nuôi thử thời gian coi nó có phát triển nó lớn hay không, không có quý cái nuôi được hay không đó. Thì bây giờ mình cứ tạm để em nó vậy đi ha, cho chuồng vậy nè đó, mình không biết làm cái chuồng gì có đúng hay không đó, thì các bạn cứ góp ý cho mình nha các bạn. Đó, đây con rít của mình ha. Rồi thì mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn ha. Mình cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Các bạn có video thấy hay thì cho mình một like nha, và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video của mình nha các bạn. Mình tạm biệt các bạn nha.